cái cẩu này đó thì cái trọng lượng của nó là 500 tấn, nhưng mà mỗi chiếc tàu lớn, cái tàu này nó thuộc là loại cũng size hơi lớn một tí, nó không phải là lớn nhất, nhưng mà nó cũng chiếc này thì khoảng là 250 tấn. Thì cái cẩu này đó, những cái chiếc tàu nào mà dưới 500 tấn thì nó cẩu được hết, rất là đơn giản, nó cẩu lên xong nó chạy xe giống như chạy từ kia đây thôi. Hello bạn, trong video này mình mời bạn cùng mình quay lại cái bến tàu, cái xưởng đóng tàu của cái anh Việt Nam ở Mỹ các bạn, để tìm hiểu thêm về cái cần cẩu 500 tấn, cẩu những chiếc tàu tôm, tàu này nọ để lên bãi, lên ụ, rồi đi qua đường để sửa, sơn sửa lại bạn. Rồi cái mình lần trước thì mình cũng có chia sẻ về chiếc tàu lên ụ, nhưng mà mình không có chia sẻ nhiều về cái cần cẩu này á. Thì bây giờ mình tìm hiểu thêm ha, với lại xong cái mình đi vòng vòng qua, mình coi cái bến tàu, với lại coi những chiếc tàu hay giả, tàu cánh bướm nhỏ nhỏ đó bạn, với lại tìm hiểu cái lý do tại sao mà họ không, những chiếc tàu này họ được không đi ban ngày, họ không đánh ban ngày mà thường thường họ chỉ đánh ban đêm rồi đi trong ngày này nọ đó bạn, những chiếc tàu hay giả này đó, cánh bướm nhỏ này đó bạn. Việc nữa là cái xin do này, cái hãng này là của Việt Nam luôn đó, rất là thân thiện đúng không, cái hãng này rất là lớn, từ bên kia mà qua đây là cái anh chủ có lẽ anh điều khiển đó, anh đó là anh chủ, anh tên Phú. Mấy lần trước mình quay cái cảnh tàu lên ụ mà mình không có quay cảnh gần như vậy mà bây giờ mình quay chia sẻ chơi vui, chia sẻ luôn mấy cái thông số này nọ mà. Cái này, cái dây này nó to mà, nó giống như là cái dây của bánh xe người ta cắt ra ha, mình không biết là cái gì mà nhìn to khủng khiếp, dày lắm, vậy chắc vậy nó mới nó đủ nâng chiếc tàu 500-600 tấn lên đó mà. Cái bánh này là hiểu được là cái cẩu này nó cỡ nào rồi đúng không, mình đứng giơ tay không tới bánh xe của nó thôi, còn đây là cái đường tàu của mình. Cái chiếc này là cái span length của nó là 6 cho tới 25 mét thôi mà. Có chắc là mình không hiểu rõ rõ, nhưng mà cái vận tốc mà nó đẩy đem chiếc tàu lên là khoảng từ 0 cho tới 3 mét, một phút nó đi được khoảng 3 mét. Còn nó di chuyển á thì từ có thể đi tới 40 mét trên một phút. Cũng vậy là cũng nhanh các bạn, mà thường thường thấy không, mấy lần đi không thấy nhanh như vậy các bạn. Rồi điều khiển này nọ bằng máy, bằng remote control, cái điều khiển từ xa mà nhìn cái bánh xe khủng khiếp, không có quá trận ốc không? Mấy chục con ta không biết luôn, quá trời nhiều luôn nhìn tiếu khủng khiếp, so với chiếc xe của mình thì chỉ có 4-5 con thôi bạn. Cái này thì mình coi sơ qua cái một cái hiệu của một cái thương hiệu khác các bạn, nó cũng là cái cần cẩu á để kéo tàu này nọ đó, mà nó hay các bạn, nó có thể chỉnh nghiêng qua những lợi để cho cho cân bằng chiếc tàu này nọ luôn á, mình đâu biết đâu, mình tưởng là chỉ nâng lên thôi, mà thực ra chỉnh nghiêng qua chỉnh nghiêng lợi này nọ luôn được. Nó có thể chỉnh cân bằng nghiêng lên nghiêng xuống, rồi xoay vòng vòng này nọ, trở đầu này nọ, hoặc tới lùi hoặc tới này nọ luôn mà. Như bạn thấy trong hình ha, nó chỉnh lên chứ có thể nghiêng qua nghiêng lại không bạn. Cái chiếc tàu có thể bên trái bên kia bên phải. Còn cái này là cái điều khiển cái đó giống như là cái đồ chơi bấm chơi xe đồ chơi mà ha. Nhìn tiếu tiếu. Cái cẩu này thì nó có thêm cái dàn máy điều khiển bằng tay, bạn thấy để giống như phòng hờ khi mà cái hệ thống kia hư thì mình có thể điều khiển bằng tay. Cái này cũng nhìn rất là hay ha.
Cái đầu bên kia là như là ABC Com, còn cái này là Green Travel Leaf. Các bạn coi dài cái hình ảnh quay gần chơi vui ha. Nhìn nó cũng là lạ đối với mình á. Mắt thường mình không có gì có xem nhiều, không có thấy nhiều. Thấy này thấy nhìn nó rất là đẹp, lạ. Lạ thì đúng rồi. Còn đây là những cái chiếc tàu mà nằm trên cái bãi của cái anh người Việt, anh chủ xưởng sửa tàu, đóng tàu người Việt này các bạn. Nó đang, những chiếc này cũng đang chờ sơn sửa lại. Nhìn đã ha, đẹp. Có một lần mình trò chuyện với cái anh chủ xưởng này các bạn, thì người Mỹ, những chiếc tàu tôm của người Mỹ thường thường bốn, mặc dù bốn giả tàu lớn đi nữa, họ cũng chạy thường thường họ đặt có một cái máy các bạn. Còn người Việt của mình thường thường hai máy nhiều hơn. Tàu bốn giả thì thường hai máy không à. Không biết mình nó đúng không bạn, mà hôm nay gần như mình thấy những chiếc tàu nào mà những cái đời đóng từ năm 80 mấy 80 trở về trước á, thì hình như nó không có cái vòng tròn cái chân vịt, mà chân vịt giống như tàu bên Việt Nam mình thì phải à. Còn trở về 80 mấy trở về sau á, thì nó có cái vòng tròn này. Không biết mình nói đúng không, có gì mấy bạn chia sẻ chơi vui với mình ha, comment dưới nha, làm tương tác với mình. Có thêm cái vòng tròn này thì nó tạo thêm cái lực cho chiếc tàu á, mà giống nghe nói giống như là chiếc máy bay vậy mà, nên nó đẩy mạnh hơn, với lại nó bảo vệ được nó thêm phần góp phần cái bảo vệ cái chân vịt luôn bạn. Mà nhìn cái chân vịt nó không có lớn so như mình ha, mình cái máy nào nấy chân vịt nào nấy cái tàu mấy mét không, còn đây nó rất là nhỏ, nhìn thấy nhỏ vậy mà nó đẩy, nó tạo một cái lực mạnh dễ sợ luôn, đẩy chiếc tàu. Còn mấy cái cục này thì cục sắt này thì mấy bạn biết cái cục chì này rồi ha, này để gì chống ăn mòn điện hóa gì đó. Mà lúc mới bắt đầu đi quay video cho mấy chiếc tàu này các bạn, mình cứ không hiểu tại sao mà cái mấy cái chì dịch lên cái đầu nó bằng, còn mình dịch mình nó vừa bự, mình nó vừa tròn tròn, thì sau cùng mình biết đó là do cái vòng tròn các bạn, thì có vòng tròn thì những cái chì dịch này cái đầu nó đầu bằng hơn các bạn. Chắc cũng có lẽ vậy mà nó làm cho cái hiệu quả hơn, mà chạy có công sức hiệu quả hơn ha. Nếu nhìn như vậy mấy bạn biết chiếc nào là bốn giả hai giả không? Mình nhìn chẳng biết, tại nó cùng một máy cũng hết, mà một kiểu làm như là nó mới hơn, đời mới hơn hay sao. Chiếc nọ nhỏ chắc có lẽ là hai giả với bốn giả quá, chứ không phải là đều bốn giả đâu, tại chiếc bên phải hình như nó nhỏ hơn, mà cùng một máy hết luôn bạn. Các bạn biết như cái cách nào nhìn biết ra liền không, cho chỉ mình nha, chia sẻ với mình. Nhìn từ bên ngoài đó, nhìn bên ngoài nếu mà không có lưới, thực ra mình không biết làm sao là biết nó là tàu máy giả mà. Các bạn chia sẻ cho vui ha. Cũng còn ở cái bãi, cái xưởng của anh người Việt các bạn. Còn mấy bạn nhớ chiếc tàu này không? Chiếc tàu này là của anh Thuyết á. Mấy lần trước mình có quay cảnh anh đang sửa chữa, thì bây giờ nó xuống rồi mà còn sơn sửa lại cái phần phía trên. Ở dưới lường thì sơn rồi, ở trên thì chưa. Nghe nó cũng trong tuần này sẽ đi mà. Cái này thì chỉ quay ở bên ngoài mà, đứng xa xa quay thử coi cái cảnh đẹp không á. Nhìn thấy là lạ, nó muốn quay toàn cảnh chia sẻ chơi vui với bạn mà. Chứ cũng không phải là chi tiết gì lắm, nhưng mà quay toàn cảnh nhìn thấy đẹp đẹp. Bây giờ mình sẽ đi dài xuống cái bến tàu các bạn. Cái chỗ này, cái khu đậu mấy chiếc tàu nhỏ nhỏ, thường thường là những chiếc tàu mà đi dài ngày vô, hoặc là đi sáng đi tối vô các bạn. Xong để mình coi sơ sơ ha. Rồi đây. Có cái chiếc này thì cái kiểu với là cái đời hình như là cũ, hơi cũ các bạn. Thì nó có bắt đầu số 5, số 6, nghe nói là giống như là số 5, số 6 là đóng năm 1900 năm mấy, rồi số 8 là đang là 700 mấy, nó bắt đầu như vậy mà, hoặc là tới 11, 12 này nọ, mà mình nghe mình không biết rành lắm á, các bạn cái gì chia sẻ, mình nhớ là như vậy. Còn bên kia, bên đó mấy chiếc trắng trắng bên kia là những chiếc tàu, nó kêu tàu cánh bướm các bạn. Khi ra ngoài bờ, ngoài biển á, nó xè ra như cái hai cái cánh bướm vậy đó. Nhìn họ không có đi xa mà, thường thường loại này là tàu nhỏ với lại đi trong bờ này nọ, đi gần bờ rồi người ta đi thường thường một vài ngày trong đêm nữa bạn. Còn chiếc tàu cánh bướm này còn nhỏ dữ nữa các bạn. Xíu luôn mà không có chăm sóc nhiều, không có sơn á, nhìn không đẹp lắm ha. Những khu vực khác như New Orleans thì họ tàu cánh bướm này nhiều bạn, còn ở đây thì thường thường là tàu bốn giả, chắc do nước sâu các bạn. Hôm nay mình ra thì nhiều tàu nó đã đi các bạn,
tàu đi ra chiếc này sơn rồi ha, đẹp, chưa sơn tên đẹp ghê. Đó, bên kia nữa đó còn đang sơn. Còn chiếc này nhìn cao này, mũi cao ghê ta, cái đầu bự nữa, chắc cái hầm lớn lắm thôi. Dreamer nè, cái chiếc phía sau mà gì mà xanh xanh to ghê. Để mình đi qua đó coi có ai mà hỏi thăm này. Máy này có vẻ chỉ cần cái chân dài mới leo ra là vô được mà. Leo ra leo vô chỗ này nó cái quần jean khó leo. Lúc đầu là mình cứ thấy nó cái tàu nghiêng là mình tưởng là nó đội cái gì lên, hoặc nó phải có cái gì, cái bãi gì đó làm cho nó nghiêng qua một bên hay là sao mà. Thì ra là khi người ta bơm nước hoặc bơm dầu, người ta muốn nghiêng bên nào, người ta bơm qua cái bên hướng kia, lạ vậy. Anh em cô kể chuyện cười. Xưa dầu có 40 mấy cent, tôm nó cũng cỡ giá gần đó. Còn bây giờ dầu tới 2 đồng mấy, mà tôm nó lên cũng không có bao nhiêu vậy. Nó như là so với ngày xưa là lời dữ lắm. Còn cái khu vực này các bạn cũng thấy rồi ha, thì thường là những toàn là những chiếc tàu nhỏ, tàu đá đó bạn, tàu ướp đá đó, không phải là tàu đông đá, tàu hai giả này nọ đó. Các bạn thấy tàu Thanh Phú bên kia không? Thấy chứ Thanh Phú. Hoặc là tàu hai, tàu cánh bướm á, bên chỗ này nè, thường thường tàu đi vô cái chỗ cái bãi bán là chỗ này nè. Tôm tươi lắm bạn, ngon. Thì cái chị này nói, chị Mỹ này, chị nói là mùa này những chiếc tàu nhỏ này nó chưa đi mà, chưa đi. Cho nên tôm cá của chị bán á, thì là nó còn đông đá mà. Do những chiếc tàu bốn giả, những tàu xa họ đông đá. Còn những chiếc tàu này là đi ngắn hạn á, thì tôm tươi, cá tươi không à. Nó không có đông đá. Nó chỉ trộn đá, ướp lạnh. À, cái từ là ướp lạnh đó bạn. Chiếc tàu nhỏ nhỏ này. Để chị nó khoảng chắc mấy tuần nữa mới đi. Cái mình chắc mình trở lại mình quên chia xa cái chị Mỹ, cái cô Mỹ đó, nó nói rất hay mà. Những chiếc tàu nhỏ nhỏ mà đi trong cái đường tàu biển đó mà. Đánh gần bờ, đánh trong cái Mobile Bay này nọ đó. Thì có thể họ có những chiếc tàu họ đi tối đi sáng vô. Có nhiều lần mình hỏi, mình nghe thì mình không biết lý do tại sao người ta đi ban đêm mà ban ngày họ nghỉ á. Thì ra là tại đi trong cái ship channel, cái đường tàu mà gần bờ trong đường tàu này nọ, cho nên họ phải đánh ban đêm. Giờ mình mới biết mà, rất hay á. Nhưng khi nói nhiều cái hỏi thăm này kia thì mới biết, hay ghê. Chỉ nói khoảng cuối tháng tư những chiếc tàu nhỏ nhỏ này mới bắt đầu đi mà. Thường nó mới vào vô mùa của những chiếc tàu nhỏ này. Những chiếc tàu bự nào đối diện bên đây, cái tàu bốn giả thì thường họ đi xa được mà, đi xa đi bờ họ không có cần mùa. Những chiếc tàu nhỏ nhỏ này đi thì phải đi trong mùa, đi có mùa do gần bờ này nọ mà. Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng mình khám phá, quay lại coi cái chiếc cần cẩu của cái chỗ cái xưởng đóng tàu của anh Việt Nam này các bạn. Cũng giống như là quay sơ qua, xem sơ qua cái mấy chiếc tàu cánh bướm nhỏ nhỏ chỗ cái bãi, chỗ cái chỗ thu mua bán tôm của cái chị người Mỹ á. Rồi cũng như chia sẻ tại sao họ đi sáng đi chiều vô.